Đoạn phim được ghi hình vào ngày 4 tháng 5 năm 1974 tại làng Bầu Sáu. Một trung đội nghĩa quân được chỉ huy bởi Nguyễn Văn Mới, một chiến binh can trường và cũng là người lính có tuổi cao nhất trong quân đội chính phủ. Đằng sau người binh sĩ này là cả một câu chuyện bi thương mà gia đình ông đã phải trải qua. Ông vốn dĩ là một người nông dân nghèo, hiền lành nhưng rất giàu tình cảm với mọi người xung quanh. Suốt ngày chăm lo cho đời sống gia đình và rất mực yêu thương con cái. Trong một đêm tối vào năm 1972, Việt Cộng tiến vào làng và yêu cầu ông có thể trao người con trai của mình cho họ để tham gia quân đội cộng sản. Tuy nhiên, ông từ chối và họ đã bắn chết người con trai ngay trước mặt ông. Đau thương biến thành hành động, ông đã tình nguyện xin gia nhập quân đội để có thể bảo vệ xóm làng và trả thù cho người con của mình. Phải mất hơn 4 tháng để thuyết phục quân đội có thể chấp nhận một người lính ở độ tuổi như ông. Một trường hợp ngoại lệ nhưng vì cá tình. Lát nữa chết thì nó không thể nói. Bây giờ nó thấy... Quân nhân đâu có phải là người công dân Việt Nam. Bổn phận mình phải làm. Không được lâu. Đại con người như... Đây mình đi xuống rồi biết rồi. Còn tụi ở ngoài đó mày thấy chưa? Mình trước hết. Rồi sau mới có nước, có dân chứ cái này có nhiều... Ngài linh gì mà hay bây giờ tao nên ra ứng cử hội đồng xã tao làm hội. Nên tôi mới tình nguyện ra đi. Dạ. Thì mấy ông cho. Đi chèo đều chứ không có đi đưa đi dài nha. Không qua cũng dừng nha. Năm mươi và muốn trả lời. Đây đi. Đó đứng nào còn cái trời. Trong 15 tháng chiến đấu, ông đã chứng tỏ được năng lực, khả năng chỉ huy và được lòng rất nhiều binh sĩ cũng như người dân trong làng. Thậm chí, quân cộng sản không thể vào được làng vì trung đội của ông đã chiến đấu hữu hiệu trong việc ngăn chặn. Một trong những cố vấn Mỹ đã nói, nếu mỗi ngôi làng của chúng ta đều có một chiến binh như ông thì cuộc chiến tranh sẽ kết thúc. Border Show tường trình từ cuộc chiến Bầu Sáu, Nam Việt Nam. Xưa còn xanh màu biếc nụ cười
hun hút mây chiều gọi nhớ trời mời. Mai đây đường ra từ về cùng em thắp sáng hoa đèn buồn chi chuyện tình. Về ca khúc Áo cưới màu hoa cà của nhạc sĩ Hùng Linh. Nhạc sĩ Hùng Linh tên thật là Trương Phước Lành. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Áo cưới màu hoa cà, Mùa đông thương nhớ, Xe hoa cách biệt, Vì chưa ngỏ ý. Ông lập gia đình vào năm hơn 20 tuổi và có 5 người con cùng với người vợ đầu tiên. Sau năm 1975, ông là một trong những nhạc sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Có lúc phải sống lang thang không nhà và đi sửa xe đạp ở cầu sắt bên gia đình. Chính những cuộc sống khó khăn đã làm nên một nhạc sĩ mang tâm trạng buồn với nhiều sự đời chua chát. Những sáng tác của ông mang tâm trạng tự sự với giai điệu da diết mang đầy nỗi xót xa. Ca khúc Áo cưới màu hoa cà, nhạc sĩ Hùng Linh viết để kỷ niệm về đám cưới ngày xưa của ông với người vợ đầu tiên. Trong thời chinh chiến, nhiều khó khăn, những đôi lứa yêu nhau vẫn mong muốn được hạnh phúc và ước mơ được sánh bước bên người mình yêu trong ngày hạnh phúc. Nhạc sĩ đã kể về mong ước được khoác vào người chiếc áo cưới màu tím hoa cà để bày tỏ tình yêu và lòng thủy chung. Ca sĩ Chế Linh với giọng cao trầm ấm dần thu hút người nghe qua giai điệu buồn mang tâm sự của người lính đang nhớ người yêu và mong ước ngày vui nên duyên được dìu tay em trong áo cưới màu hoa cà. Cuộc đời lính chiến, những ngày gian nan hành quân qua rừng núi, ngày nói tiếp ngày phải làm nhiệm vụ vì non sông quê hương. Trong cuộc sống chinh chiến, người lính luôn mong muốn được tìm về chốn bình yên bên gia đình. Nhưng từ lâu rồi, anh lính chiến đã có những ngày triền miên hành quân. Mỗi lần trong bước quân hành, anh vẫn nhớ về bóng hình người mình thương yêu đang mong đợi ở quê nhà. Mỗi khi dừng chân bên đồi sim, màu tím hoa sim lại làm lòng anh càng thương nhớ về em. Những dòng cảm xúc thương nhớ đưa anh về với những kỷ niệm thờ thơ ấu và niềm ước mơ được hạnh phúc bên người mình yêu. Người yêu của anh yêu màu tím hiền hòa thủy chung, nên mong ước rằng ngày cưới sẽ được anh may chiếc áo cưới màu hoa cà. Một mong ước tuy nhỏ
nhưng tình yêu thì dành cả trái tim cho người mình yêu. Cơn mưa hôm nay trên phố phường làm lòng anh trùng lại, nghĩ về những nẻo đường lắm trong gai, những ngày gian nan bên rừng núi, những lúc khổ cực nơi chiến tuyến. Lòng nhớ thương em, nhưng chỉ dám nghĩ về em trong mong ước. Vì nghĩa trai, anh còn phải làm tròn nhiệm vụ cho quê hương. Ngồi lặng nhìn mưa rơi, chợt nghe tiếng súng, mà anh nghĩ là tiếng pháo nổ vui, ngày vui quy tiễn đưa một người đến bến hạnh phúc. Anh cũng ước rằng chinh chiến qua mau, để lại sự thanh bình cho mọi người, và anh cũng được kết duyên cùng em về bến bờ hạnh phúc. Vì muốn tình mình được trọn vẹn yên bình trong niềm hạnh phúc, anh đã không ngại gian lao, xuôi mình chiến đấu. Biết em có vững lòng tin anh sẽ mang niềm vui về cho em không? Nhưng em ơi, hãy cố gắng chờ ngày nở hoa thắm, đôi mình sẽ được kết duyên trong cuộc đời. Anh luôn nhớ về niềm ước ao của người anh yêu mến. Anh sẽ chọn màu hoa cà để may áo cưới cho em, màu của thương nhớ và thủy chung. Khi màn đêm giăng lối chia cắt đôi nơi, bình yên trên quê hương thì đôi ta đẹp đôi trong áo cưới màu hoa cà. Màu nhớ thương khi màn đêm giăng lối chia cách đôi nơi, thì màu hoa cưới đẹp duyên mình em đã từ lâu rồi. Tôi là lính chiến quân hành còn chiến miên, mỗi khi đơn vị dừng chân đôi hoa tím nhớ em như cả nỗi niềm. Ngày nào tôi còn nhớ ước mơ, bao giờ thôi chinh chiến ta sẽ nên duyên, nàng đòi mây áo cưới màu hoa cà cho em. Nhưng hôm nay
nẻo đường đầy dẫy trong gai, ngồi nghe súng nổ tương chừng mơ hồ, nhờ tiếng pháo vũ quỳ tiễn đưa một người. Mấy năm trong đời tôi ngập chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai kia còn chờ mãi này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc đời, chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm răng lối chia cách đôi nơi, thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình.